Chào các bạn, và hôm video này mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách xử lý cái dòng máy Toshiba, máy dòng photocopy của tất cả các dòng Toshiba, dòng 3 số, 4 số gì ấy. Bây giờ mình sẽ bật lên và xem nó xảy ra cái tình trạng gì. Đây. Đó, nó báo lỗi, ở đây nó báo lỗi này. Nó báo lỗi là C449, có là ở tất cả các dòng Toba 4 số ấy, thì nó sẽ báo lỗi là C449. Ở những dòng Tô 3 số sử dụng dòng điện 110 nó sẽ báo lỗi là C49 các bạn ạ. Thì nó liên quan đến bộ phận sấy này. Mình tháo ra cho các bạn xem này, các bạn xem rõ không? Đấy. Bộ phận sấy là nó sẽ ở đâu? Đấy, đây là main sấy, nó nằm ở đây này các bạn. Đó, main sấy nó nằm ở đây. Đó. Bộ phận sấy nó sẽ nằm ở trong cái hộp này này, đây gọi là cái lô sấy, toàn bộ ở trong này là cái bộ phận sấy, cái đỏ đỏ này. Các bạn nhìn thấy ấy. Các bạn chú ý này, khi bật máy photo ấy, thường chúng ta mới bật lên ấy, thì các bạn nên để cái máy quạt ở đằng sau này thổi. Đấy. Để thổi máy, lúc máy khởi động ấy thì nó sẽ tạo ra một con những cái chất khí rất là độc do quá trình đốt cháy và vận hành của mực các thứ rồi ra đó. Đấy, các bạn sẽ quay này. Đấy, các bạn chú ý này. Bạn vặn cái này ra. Hoặc là bây giờ mình sẽ xử lý trước như này nhá. Tí nữa mình sẽ vặn ra sau. Mình sẽ này. Đó. Đây, và sen nó báo lỗi một chiếc cờ lê ở đây, dạ. Nhìn nó hơi tối một tí. Đây, nó sẽ có một cái cờ lê ở đây, và sen chưa? Đó, nó sẽ có một cái cờ lê ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tắt máy này, và sen chú ý này, mình sẽ tắt máy này, tắt máy. Bây giờ mình sẽ bật máy này, các bạn đây này, bật máy ở đây này. Trước khi các bạn giữ hai phím này và bật máy, đây này các bạn xem này. Đó, giữ hai phím 08, phím 08 là cái phím chức năng của máy. Mình ạ, cái phím 08 là phím chức năng của máy. Đấy, khi nghe một tiếng bíp một cái thì các bạn thả tay ra. Thì ở cái bộ chỗ test mode ấy, check total counter. Đấy, thì nó hiển thị này, cho đó các bạn check lỗi, các bạn xóa cái lỗi của dàn sấy, xóa lỗi tổng, xóa lỗi chung ấy, thì bạn nhấn vào 400 và nhấn start. Và ở đây là start system mode, là lỗi của nó 21, các bạn nhấn về 0, sau đó các bạn enter. Được ạ. Đó, enter được chưa? Đó, đây là dòng Toshiba. Và các bạn nhấn enter, sau đó các bạn nhấn phím 09 để thoát ra, hoặc là các bạn tắt máy khởi động lại máy, nhưng mà thường mình sẽ nhấn 09 để nó thoát ra chạy luôn. Xem nó còn báo lỗi hay không. Báo lỗi như này là nó liên quan đến cái bộ phận sấy các bạn, sensor sấy. Sensor sấy cái bộ phận như nào? Mình lại không à, đây đây có một cái con sensor sấy, các bạn xem nó rõ không? Đó, con sensor sấy này nó như nào đấy. Đó, đây là con sensor sấy, con báo nhiệt độ lô sấy ấy. Khi đạt đến, khi có con này ấy, đến một cái nhiệt độ nào ngưỡng nào đó nhất định ấy, thì nó sẽ tự động giảm nhiệt độ lô sấy hoặc tăng nhiệt độ lô sấy lên. Các bạn hiểu rõ chưa? Cái con sensor đó ấy, tăng giảm nhiệt độ lô sấy ấy, có nghĩa là ví dụ như cái mực của các bạn ra không chín ấy, thì cái nhiệt độ lô sấy của bạn quá là thấp, được chưa? Mực nó không làm chín được mực ghim ở trên giấy ấy, thì nó sẽ sinh ra cái lỗi nhiệt độ quá thấp, thì chúng ta cần phải tăng nhiệt độ lên. Tăng nhiệt độ lên thì chúng ta điều chỉnh ở cái con sensor, được chưa? Điều chỉnh con sensor tăng giảm nhiệt độ lô sấy ấy, thì tăng giảm nhiệt độ lô sấy thì các bạn sẽ vào trong cái phần cốt của nó là vào 08, sau đó các bạn set ở 411, 412, 413 đó, 414 gì đó. Đó, các bạn sẽ set nhiệt độ của ba con sensor sấy đó. Ở trên nó có cái ba con sensor sấy mà các bạn, ở trong cái đỏ đỏ kia ấy. Đó, các bạn sẽ set ba con sensor đó. Đúng cái nhiệt độ mong muốn thì nó sẽ làm chín mực và đều mà nó không bị lỗi máy, và cũng tránh cái nhiệt độ cao quá. Nhiệt độ cao quá thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng là cháy sensor hoặc là cháy lô sấy,
hoặc là lỗ ép của chúng ta, lúc đó chúng ta cần phải thay với cái chi phí nó rất là cao. Thường mình sẽ để ở tùy từng lúc trường hợp khác nhau, hay là tùy từng cái main khác nhau, tùy từng nguồn điện khác nhau, thì chúng ta có thể tăng giảm nhiệt độ lô sấy nó khác nhau các bạn ạ. Nó không giống nhau đâu. Có lúc thì tăng lên 12 thì nó quá cao rồi, nhưng mà có cái đó thì tùy thuộc cái nguồn điện của các bạn sử dụng ở từng chỗ khác nhau. Các bạn có chạy dòng điện 127V hay là ổn áp chạy dòng điện 110 hay là chạy dòng điện 100 được chưa? 100V đấy thì nó sẽ khác nhau, thì các bạn sẽ có thể tăng giảm khác nhau. Ví dụ như dòng điện quá thấp thì chúng ta cần phải tăng nhiệt độ lô sấy lên, bởi vì đường nguồn vào của các bạn quá thấp. Cái này nó có thể chạy được nguồn 100 đến 127 và nó trừ nguồn 220V là được chưa? Đó là có, chúng ta có thể sử dụng được. Hiểu rõ chưa? Đó, đó là cái cách để thường ấy, mình sẽ để ở mức là hai con sensor ở ngoài mình sẽ để ở mức là 4 à, để ở mức cao hơn con sensor ở giữa. Con sensor ở giữa mình sẽ để nhiệt độ nó thấp hơn, và ở dưới lô nó có sẽ có một con sensor nữa, đó là con sensor của lô F các bạn ạ. Đó, điều chỉnh bên cái bộ phận lô F. Xem rõ, bây giờ nó đã chạy được bình thường rồi các bạn. Mình set, mình reset một cái là nó đã chạy được bình thường. Set 400 là xóa lỗi. Được. Cái mùi của cái máy photo ra nó có một cái mùi khét, cực kỳ khét luôn, đặc biệt là dòng Toshiba các bạn chú ý này. Khi các bạn khởi động máy đầu tiên, hoặc là ở trong cái máy in của chúng ta cũng thế thôi, khi các bạn buổi sáng sớm bật đầu tiên thì các bạn sẽ bật quạt lên và làm sao? Bật quạt lên và khởi động máy. Khởi động máy đầu tiên thì nó lúc nào khởi động máy lần đầu tiên nó cũng sinh ra một cái mùi nó khét rất là khó chịu các bạn. Mùi này nó rất là độc. Nó là mùi của lưu huỳnh hay sao, của lưu huỳnh. Nói tóm lại là cái chất đó rất là độc và chúng ta không nên tiếp xúc nhiều với cái chất đó. Và mình cũng khuyến cáo với các bạn là khi máy đang hoạt động thì nó cũng sinh ra một cái khí đó, nhưng mà nó tỷ lệ nó ít hơn là chúng ta khởi động máy đầu tiên ấy, thì nó sẽ sinh ra nhiều hơn. Cho nên nói tóm lại là các bạn cứ đề phòng vẫn hơn. Đó, và nó sẽ chạy bình thường. Được chưa? Lỗi không gắp được giấy này. Đấy. Đó, nó sẽ chạy luôn. Đó, mùi nó rất là khét. Bây giờ chúng ta cái lỗi E130 ấy là nó lỗi không gắp được giấy các bạn ạ. Đó, E130 là nó không gắp được giấy. Thực ra mấy cái này ấy, nó có ở trên giấy sách, giấy tờ hay là nó có ở trên sơ đồ hết rồi. Các bạn học ở trên sơ đồ các bạn sẽ biết là má lỗi này nó có check ở đâu. Cái sơ đồ của Toshiba ấy nó sẽ có một cái sơ đồ mà các bạn chỉ học hết cái sơ đồ đó thì cái lỗi ở đâu các bạn cũng có thể nắm chắc được hết. Đây này, nó bao lỗi này. Ở đây là nó có một cái, ở đây là cái mực của nó vái ra, mực của nó bị chảy ra thì chảy ra ở cái quả đào gắp giấy ấy. Quả đào gắp giấy ấy nó không gắp được do nó gắp vào cái chỗ trơn cái mực này. Đó. Nó không gắp được giấy. Cho nên là các bạn vệ sinh lại cái chỗ này, quả đào gắp giấy nhá. Hoặc là mực các bạn vãi còn có nhiều, bây giờ mình lật lại thì nó sẽ gắp được giấy các bạn ạ. Được chưa? Cái sơ đồ này các bạn phải học bằng tiếng Anh thôi các bạn, không có tiếng Việt đâu. Có một số trang web dịch, nhưng mà ở lúc trước có một cái trang Ahaha thì nó có, nhưng mà hiện tại nó không có đâu. Đóng vào. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy này. Cái dòng này khởi động nó rất là dòng chạy êm ấy. Nếu mà dòng máy chạy êm ấy thì các bạn sẽ chọn dòng của dòng Lincoln này này. Đó, tuy rằng nó đắt hơn một chút nhưng mà nó chạy rất là êm. Còn cái dòng này nó chạy nó hơi không được êm cho mấy, nó chạy rất là kêu rất là to. Đó, nó đã kéo giấy lên rồi các bạn.
Được chưa? Được chưa? Đó. Đấy, bây giờ nó lại không kéo được rồi. Xem rõ này. Đây này, nó bị bẩn ở cái chỗ này này các bạn. Các bạn vệ sinh đi là được. Các bạn vệ sinh cái quả đào đi nhá. Đây này, nó có một cái vết bẩn này, có máy thổi vào quả đào đi là được. Mình sẽ tháo ra cho các bạn xem cái ba cái con sensor này nó nằm ở đâu. Và nó đôi lúc là nó bật lên là nó bị chập, hoặc là nó bị chập nguồn nha, nó tự động sẽ tắt máy các bạn ạ. Được chưa? Nó chập nó lỗi. Và chú ý này, cái này mình sẽ tháo ra cho các bạn xem ba cái con sensor đó. Rút lên. Được chưa? Đó. Đây là cái giấy lau, được chưa? Cuộn lấy rau. Cuộn lấy lau. Hay còn gọi là lấy giấy dầu lau ấy, được chưa? Các bạn xem rõ chưa? Đó. Ở đây có một, đây này các bạn xem này, 1 2 1 2 3 3 2 1. Đó. Các bạn sẽ vặn ra xem. Các bạn sử dụng một cái tô vít 4 cạnh. Các bạn ai chưa có tô vít linh kiện phụ kiện mua thì các bạn có thể xem đường link ở dưới các phần description của video này, sẽ có bộ tô vít phụn cho các bạn về xử lý cái lỗi này. Rồi, các bạn xem đây này. Đó, sensor của nó đã bị bẩn thì mình cũng phải vệ sinh lúc được lúc không các bạn ạ. Lúc được lúc không, có lúc là các bạn reset lại nó có thể vẫn hoạt động được, nhưng mà có lúc là nó không hoạt động được. Thì các bạn sẽ sử dụng một cái chai reset LV7, hoặc là cái chai này là chai dầu tan. Được ạ. Cái này làm tan các mỡ, nó sẽ đẩy mỡ ra khỏi kim loại. Được ạ, đẩy mỡ hoặc là những chất cặn bẩn reset ra khỏi kim loại. Có từng trường hợp thì nó có sử dụng cho kim loại, sử dụng cho dầu này, sử dụng cho nhựa đường này, nó sẽ thể đẩy ra được. Được chưa? Đó, nó sẽ làm sạch. Nhưng mà có một số cái khi các bạn cũng cần phải lưu ý là nó sử dụng trong cái trường hợp nào nữa. Ví dụ như trong những trường hợp mà khác nhau thì các bạn có thể là xịt khác nhau. Ví dụ như trong một số trường hợp nhựa với cái kim loại nhựa với dán với cái nhựa, hoặc là ở các đầu của cái đầu của những cuộn dây điện đấy, có những đầu cắm panel của những cuộn dây điện đấy, các bạn cũng phải chú ý khi các bạn rửa đến cái đó, bởi vì có trường hợp các bạn xịt cái dầu này vào nó sẽ làm bung các dây điện cắm ở các đầu dây cắm panel. Được ạ. Đó, cho nên các bạn cần phải xét kỹ, xem lưu ý kỹ thì các bạn mới xịt, đừng có xịt lung tung nó dẫn đến cái tình trạng nó hỏng đấy các bạn. Đó, như cái trong trường hợp này thì các bạn lấy về xịt sensor là được, các bạn lắc nhẹ. Đấy, lắc nhẹ. Để cho nó hòa trộn, LV7 cũng thế, các bạn có thể tham khảo sản phẩm ở dưới phần đường link description của video này này. Đó. Và xịt nhẹ vào đây này. Cái dòng VKD 400 này, cái dòng này nó cao cấp hơn cái dòng LV7. Cái dòng LV7 nó ăn sâu hơn cái dòng VKD này, nhưng mà cái dòng LV7 ấy lại nó có một số chức năng là nó lại không có cái hệ thống bôi trơn các bạn ạ. Bôi trơn của cái dòng này nó vẫn có, nhưng mà bôi trơn của cái dòng VKD 400 này nó tốt hơn cái LV7 các bạn. Đó.
nó tốt hơn để RGB7. Còn cái này thì nó không ăn sâu cho mấy nhưng mà nó vẫn sử dụng được. Các bạn xem này, đây là sensor mình quay vào gần này, các bạn thấy chưa? Rõ, rất rõ phải không ạ? Đó, đây là con sensor. Các bạn xem này, bây giờ nó lau, chỉ cần lau nhẹ một cái là nó ra. Nếu các bạn không xịt cái loại dung dịch này vào ấy thì các bạn lấy cái dao về rạch như này ấy các bạn. Đôi lúc là nó bị rách sensor và nó rất là khó dao ra bởi vì nó bị dính, mực nó chín là nó dính vào cái con sensor này rồi. Được chưa ạ? Đó. Đó, cái này lâu lâu các bạn làm cái này lâu lâu các bạn phải vệ sinh. Vệ sinh cái này, chủ yếu là vệ sinh này. Đó. Đây này, xịt nhẹ một tí nữa. Đó. Các bạn ở gần đây các bạn có thể ra những tiệm sửa xe máy các thứ ấy, nó thường nó sẽ có bán các bạn cái loại dòng dịch này, hoặc là sửa máy móc các thứ, bởi vì là cái này nó sử dụng rất là nhiều cho cái máy móc. Đó, các bạn lau nhẹ ở đây này, đẩy xuống. Đó, ở trong này cái lô sấy, cái lô đen đen này các bạn. Đó, bây giờ các bạn sẽ đoạn vào. Ở đây còn có hai con sensor nữa. Và ở dưới nó có hai cái con cảm biến nhiệt độ. Con cảm biến nhiệt độ là con cầu chì ấy, sorry. Không phải con cảm biến nhiệt độ mà con cầu chì ấy. Con cảm biến nhiệt độ là con mình đang cầm này rồi. Đó, rất là bẩn. Chúng ta sẽ phải xịt vào một tí. Đấy, thấy chưa? Đó, xịt vào một tí nữa. Nói chung làm cái này thì các bạn bắt buộc là các bạn phải biết cái này một tí. Đó, đó xem mà biết cái này một tí thì nó sẽ dễ dàng cho chúng ta khắc phục lỗi hơn. Chứ các bạn mà cái lỗi nhẹ như này mà các bạn không biết, các bạn hỏi mang thợ đến thì nó thứ nhất là nó không bó công, thứ hai là cái này nó đơn giản. Thì ạ. Đó, nó đơn giản chứ các bạn mang thợ đến thì các bạn cũng mất một khoản phí đấy các bạn. Đó. Mỗi lần đi bảo trì như này, nếu mà nó hết thời gian bảo trì ấy thì nó cũng tùy từng ông thợ khác nhau thôi các bạn. Có những thợ là nó nhó động vào một tí nó cũng có thể lấy chúng ta tiền vài trăm cho đến tiền triệu rồi cả. Đó. Còn chưa kể đến linh kiện các thứ, nó sửa chữa nó có trung thực hay không. Ví dụ như sửa cái này lẽ ra cái sensor nó chỉ vệ sinh đi như này là được rồi, nhưng mà mấy ông thợ kia nó là bảo là thay sensor, mỗi con sensor này là nó rơi tầm khoảng 400-500 thì chúng ta đã chết rồi, ví dụ thế chẳng hạn. Đó, nhưng mà con sensor này cũng phải rơi đến tầm trăm đấy, các bạn mua ở thị trường Việt Nam, còn mua ở nước ngoài, các bạn nhập trực tiếp lô hàng ở nước ngoài về nó rẻ, nhưng mà mua thử thị trường Việt Nam ít nhất nó cũng phải lên đến tiền trăm các bạn ạ. Đó, ba con sensor, mỗi con sensor đó, mỗi con thôi nhá các bạn nhé. Đó. Bởi vì nó nhập vào Việt Nam nó cần phải tính thuế các thứ nhiều cái lằng ngoằng lắm các bạn. Đó, tẹt một cái đấy, rất là hay. Cái dung dịch này nó rửa rất là hay các bạn. Nếu mà các bạn làm về máy móc này thì các bạn bắt buộc là các bạn cũng phải có được ạ. Đó, nói chung là cần thiết cho chúng ta, nông dân chúng ta cũng nên có một cái lọ, bởi vì là nó xịt rất là hay. Ví dụ như các bạn làm công việc đồng áng cái thứ ấy, nó liên quan, bây giờ chúng ta làm nó cũng là áp dụng cái khoa học kỹ thuật hết, là nó cũng có máy móc làm xử lý hết rồi, được ạ. Nó rất là hay cho chúng ta xịt chống dỉ cái thứ đó, rất là hay. Bây giờ chúng ta mặn mà này, đơn giản nữa ạ. Đó, chỉ cần như này, đây là rất là nhiều thao tác, nó thao tác như này xong. Đó, đã xong. Đấy, bây giờ cái lô nó quay này. Khi có một cái tờ giấy chạy qua đây này các bạn. Khi được ghim điều này lên trống, được ghim điểm ảnh lên trống và nó sẽ qua cái băng tải này này. Đó, sau đó qua với cái bao ấy. Sau đó giấy nó sẽ được qua đây và qua đây thì nó sẽ làm chín mực các bạn. Lúc đó cái lô sấy này nó chỉ làm vụ làm chín cái hạt mực mà ghim lên cái tờ giấy, thấy chưa? Laser mà đó, nó giấy nó sẽ ra bên này. Các bạn thấy chưa?
nó quay rất nhanh, nó không phải chậm như này đâu. Đấy, quay qua bên này. Đó, quay qua bên này. Quay qua bên này. Đó, quay qua bên này. Và lúc đó giấy của nó sẽ được cuốn lại, cuốn trở về bên dưới. Đó. Cuốn trở về bên dưới, sau đó nó lại chạy qua đây, sau đó lại lên lại qua mặt thứ hai. Được chưa? Nếu mà nó chó chế độ đảo mặt ấy, đó. Anh hiểu nguyên tắc như thế là được. Còn hiểu về chuyên sâu ấy thì các bạn để lần sau, được chưa? Để chuyên sâu về cái mảng này, chuyên sâu về cái máy móc nó hoạt động như nào thì do bên cái phần mềm firmware đó. Mấy ông bên kia giỏi lắm, được chưa? Tạo ra được những máy hoạt động như này nhờ các bạn nhé. Chỉ cần ấn tách một cái vài giây là nó ghim cái chữ lên cái tờ giấy. Như thời xưa chúng ta một tờ giấy này chúng ta viết một buổi mới được 2-3 tờ chẳng hạn. Nhưng mà chỉ vào đây cho máy photo một cái 10 giây là có ngay đến vài chục tờ luôn. Đó. Còn nhỏ là công nghệ in ấn thời hiện đại áp dụng hoặc công nghệ vào nó rất là hay hả? Bây giờ mình sẽ vặn vào này. Xong. Thấy chưa? Nó chỉ xử lý nhẹ thôi, còn xử lý nặng ấy thì các bạn phải thay sensor. Đó, nếu mà nó đã lỗi ấy. Đó. Thấy chưa? Đấy. Không có cái gì để ấy rồi. Thật ra ở trên này nó có rất là nhiều linh kiện các thứ mà nó có rất là nhiều mã lỗi khác nhau. Thì có thời gian có thời gian ấy, thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn, bởi vì là nó có rất nhiều mã lỗi, đôi lúc là nó lỗi rất là nhiều các bạn. Đa số anh em không làm được cái trò này ấy là nó bị lỗi rất là nhiều và chúng ta cần phải khắc phục liên tục. Đó. Đó, chúng ta sẽ xử lý như này. Đó, bây giờ đã xong. Công nghệ bây giờ chúng ta vẫn là phải là làm sao, bây giờ chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào cái in ấn các thứ, vẫn không liên quan đến giấy tờ các thứ. Mình mong tương lai không xa ấy, thì lúc đó con người, khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ phát triển thì lúc đó thì chúng ta không cần phải liên quan đến cái thủ tục giấy tờ này nữa, là lúc đó cái máy này nó sẽ biến mất, được không ạ? Nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn phải phụ thuộc cái giấy tờ và chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào trong những giấy tờ này liên quan này, khi chúng ta đi photo công chứng hay làm hộ khẩu thì chúng ta vẫn phải sử dụng máy này. Và mình tin rằng một thời gian không xa nữa thì lúc đó thì chúng ta không cần phải làm giấy tờ nữa, mỗi người sẽ có một cái ID riêng. Và mỗi người sẽ có một cái ID riêng, và ID của chúng ta khi chúng ta đi lấy ra ngân hàng hay khi chúng ta đi lấy đi đâu đó mà chúng ta muốn xác thực lại, chỉ cần xác thực cái ID của chúng ta mà thôi. Đó, xác thực ở trên máy tính nữa các bạn. Đó, nhưng mà hiện tại thì chúng ta vẫn phải sử dụng hộ khẩu chứng minh thư nhân dân và chúng ta phô ra sau đó mới đi xác thực được, ví dụ thế chẳng hạn. Đó. Đó, như lúc nãy mình đã bật lên khởi động mà nó bị tắt đấy, giờ nó bị tắt ở con sensor đó các bạn. Con sensor đó hoặc là con sensor đó bị chập. Đó, nó sẽ sinh ra như này. Các bạn sẽ kiểm tra lại như lúc nãy mình đã nói kiểm tra này. Đó, nó chỉ là nó bị chập ở con sensor. Nó chập cầu chì các thứ. Đó. Đó, các bạn sẽ xem xét lại nhá. Nhưng mà hiện tại chúng ta reset lại nó sẽ chạy được luôn. Đó, đây này, nó bị tắt này. Bị tắt nhà nó bị chập ở con sensor đó các bạn. Chập ở con sensor, nó sẽ báo lỗi C đó. Được ạ? C. Video hơi dài dòng nhưng mà nó có rất nhiều giá trị phải không ạ? Các bạn cố gắng xem. Test 400 này, lỗi 23 này. 23 các bạn set về 0 này. Nhấn Enter. Và nhấn 09 để thoát ra. Xem nó còn tắt không. 1 tắt như này nó liên quan đến đây này, nó lại bị tắt. Bây giờ chúng ta sẽ đó, bây giờ chúng ta quay lô sấy này các bạn xem này. Bây giờ mình sẽ gắn vào này. Đấy. Các bạn thấy là C449 là nó cũng liên quan đến con sensor đó. Bây giờ mình sẽ xét lại này. Đấy, chờ vài giây để nó chạy thế nào.
Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra để kiểm tra lại nào. Với cái con sensor này là nó không cảm biến được nhiệt độ đó các bạn. Nó không cảm biến đâu, có máy nó không cảm biến được nhiệt độ này. Nhiệt độ của nó tăng quá cao này thì lúc đó máy nó sẽ tự động tắt công tắc automat đó. Cái máy này nó có automat các bạn ạ. Bạn nào cần quan tâm đến máy photocopy thì các bạn có thể là inbox hoặc là xem cái, các bạn có thể truy cập vào website của mình để tham khảo và xem tư vấn ở trong cái website của mình, được chưa? Đấy, 400 enter 23 enter 09 thoát ra. Đó, nó đã chạy rồi, phải không ạ? Nó không bị tắt nữa. Đấy. Đó, những cái lỗi mà nó lỗi C41, C42, C43, C44, C49 gì đó là nó đều liên quan đến con thiêm sensor sấy không? Được ạ? Hay là còn là sensor cảnh báo nhiệt độ lô sấy. Đó, sensor cảnh báo nhiệt độ lô sấy. Nó chỉ liên quan đến mấy con sensor đó hoặc là main sấy. Được ạ, main sấy. Đó, đa số thì nó thế, nó ít bị ở main chính lắm hoặc là main nguồn lắm các bạn. Nó ít bị, nó chủ yếu là bị ở mấy cái đó. Đôi lúc là các bạn thay con sensor này, sensor này vào sensor thứ hai và sensor thứ một nó lại được. Được ạ. Hoặc là các bạn thay sensor thứ ba và sensor thứ hai nó lại được, hoặc sensor thứ ba và sensor thứ nhất là được. Đôi lúc nó rất là dở hơi, trong đây các bạn cứ kiểm tra kỹ cho mình cái con sensor đó nhá. Được ạ. Kiểm tra thật kỹ là con sensor đó, mấy con sensor, ba con sensor đó và một con sensor nằm ở dưới cái lỗ sấy này, đó là lỗ ép đó. Đó. Như mình đang chạy, máy của mình đang không chạy là E130 này là nó bị ở cái, nó bị cái gì các bạn, nó bị về bẩn ở cái quả đào đó. Nhưng này nó... Bây giờ nó sẽ chạy ngay. Nó quả nào nó không gắp được giấy các bạn. Nó giấy của các bạn ẩm. Đó. Bây giờ các bạn xem chạy này. Có lâu. Bây giờ các bạn sẽ xem nó như nào. Đấy.
cho anh xem này, nó chạy ra này. Được chưa? Đấy, cái dòng này tốc độ của nó rất là nhanh các bạn ạ. Đó. Nó sẽ chạy với chúng ta là hơn 60 bản một phút. Hơn 60 bản một phút rất là nhanh. Chạy ở chế độ hai mặt nha các bạn nhé. Đây là chạy chế độ một mặt thôi. Một mặt nó còn nhanh hơn nữa. Sẽ thử cạnh motor này. Đó, nó sẽ chạy ra nha này. Anh thấy chưa? Thay giấy thứ hai nó không cắt nhỏ. Đó là cách xử lý cơ bản của cái dòng tô này. Thì các bạn có thể xem thêm. Các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Chém quá ác nhỉ.